Ngày hôm nay nói chung là quý vị biết không, rất là vui. Kịp rồi đấy, đứng bình thường. Dạ. Em liệu rồi, bây giờ nghe mời bà con cô bác đi vô trong cái quán đặc biệt Đám Tình. Lại ăn tiếp nữa hả? Ăn tiếp. Bữa nay là ngày mình đi ăn mà. Dạ hello, dạ hello tất cả mọi người nha. Như Trường Lợi Vân và lời nói đầu tiên xin cho phép và đến Vũ Thu Phương gửi lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương tới tất cả mọi người, những anh chị em bạn bè mình đang có mặt đại kinh của dì Hai. Kinh dì Hai hả? Dì Hai Tuấn Phong, đàn ông vậy giờ kinh gì hả? Đó đó, cái đèn đó chúng ta chịu đựng. Hello tất cả mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người, những anh chị em bạn bè mình đã dành ít thời gian mình vào kênh của dì Hai Tuấn Phong để mình xem nha mọi người. Còn những anh chị em là mình ở xa đó, mình chưa ăn được cá viên chiên đó, khi nào mình có dịp đó mình vào quận 5 địa chỉ là 716 thì mình ăn cá viên chiên ủng hộ em. Còn những anh chị nào bạn bè nào mình ở xa, ở trong nước và ngoài nước mình chưa subscribe, đăng ký và like kênh của dì Hai Tuấn Phong thì mình hãy ủng hộ dì Hai Tuấn Phong một like và một lượt subscribe để mà giúp cho dì Hai có động lực để mà quay nhiều clip hơn nữa, nhiều hoàn cảnh khó khăn nữa, nhiều chuyện gì em chuyển giới mà buôn bán nhiều hơn nữa. Trứng chưa nè, rớt ra. Trời ơi, lo giờ mấy bạn không nhắc em, mới nhắc em. Đâu có Vũ Thu Phương là phải đi chung với Trương Ngọc Tình là đúng rồi. Đúng không? Phải không? Cặp đôi siêu mẫu luôn. Đó, cặp đôi siêu mẫu luôn, lát ra quớt cái coi. Ờ, chúc em anh quớt nha. Có tôi không? Anh nhớ luôn luôn nha. Có em không chị? Có. Thôi, thiết kế. Thôi, cái gì kỳ vậy? Tôi là MC đi. Được. Nó nghe cho 100 đủ thứ đi coi Phương. Ok ok chị. Thôi mà chắc chờ lâu lắm á Tình. Không có lâu đâu, không có lâu đâu. Thôi ra xếp hàng, thôi mình đi ra xếp hàng đi. Đặc biệt là đây ăn với gì không? Dưa cải chua. Xuất sắc. Nó đỡ ngán. Mà ở đây bán nói chung là rất là nhiều món luôn. Đúng rồi. Hủ qua cà ớt nè. Rồi cá viên nè. Có bò viên không Phương? Nào có bò viên, có bò viên luôn nha quý vị nha. Đủ món hết luôn, đủ món hết. Địa chỉ của mình đi Phương ơi. 716 phải không? 716 Trần Đạo, đối diện với là trung tâm chấn thương chỉnh hình nha quý vị. Ăn xong mà nếu có vấn đề gì qua bên đó luôn đó. Không có đâu, nói chơi vậy thôi chứ. 1, 2, 3. Ôi thơm quá, ngon quá à. Trời, nó có cục kẹo nữa nè, này là kẹo gì vậy? Kẹo của mấy ông Hời á. Kẹo gì vậy? Cái đó bánh bao trứng cá hồi. Ôi, bánh bao trứng cá hồi chứ không phải kẹo nha các bạn ơi. Cái là gì đây? Chắc xúc xích hay gì? Rồi. Thôi, tính là bán duyên. Bà này bà duyên quá. Rồi ai đưa tiền chút tôi lấy nó tôi bị đê tôi ôm nó quên lộn. Gì kỳ vậy? Nó quên lắm, ai ơi đưa tiền cái lấy nữa. Bán đông như vậy là phải mướn người đấy. Đúng rồi. Người là bán không kịp đâu. Đúng rồi, mướn tôi với Ngọc Tình ra bán đây. Thôi chữa tôi. Sao vậy? Ê! Không, cho ăn cá viên chiên mỗi ngày là trừ lương. Đúng rồi đó. Nó nghe Tình nó hỏi cái đó cái gì kìa? Cái nào? Cái cục này nè. À, bánh bao trứng cá hồi. Không phải, cái cục kia kìa. Cục nào? Cái đó cua, cái đó sò đựng. Ôi bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ 5 giờ chiều tới 10 giờ tối, còn dắt 11 giờ 12 giờ còn là sụm nụ anh. Chủ nhật mình nghỉ đúng không? Đúng rồi, chủ nhật em nghỉ. Sụm nụ là gì cơ? Sụm nụ là ế. Một lần ế thì mày làm sao? Mình đồ ăn được không? Bấm quẹt. Ế bấm quẹt. Bấm quẹt con người nào mà ra mở hàng hiểu không? Đó. Cà khịa, ai cà khịa chứ món hàng đâu có sao. Thôi tôi không có nha. Phương chị không có. Tôi không có nha. Mới vậy chắc là mấy năm là cắt nhà lầu rồi. Trời ơi, một ngày nghe đồn ngày bán 50-60 triệu mà. Trời chị. Ủa bố này live stream nè. Không có hả? Cái đó bán khi chứ mấy. Ủa sao bố live stream này bằng tháng là lời cái tỷ mà. Ủa chớ rồi. Hôm live stream á nghe nói là tháng lợi cái tỷ đó. Trời dữ vậy đó hả? Cắt thi là 1,8 tỷ, cái này là 1 tỷ. Không, hồi xưa em có làm thêm mới là tỷ 8, hồi xưa có đi khách đó mà giờ nó hạnh đúng con ma quá, mày đi gì ghê. Ủa sao kỳ vậy? Qua đội của chị. Có không chị? Được. Khách nhiều khi nó tặng thêm nước mía. Đi khách là có thiếu đi ngon lắm. Đi khách có thiếu mãi gì không? Đó. Cái gì bao phòng, bao phòng cơm bộ của em là 250 bao phòng đặng điểm bùm đi hại với có vé với tô phở thập cẩm với bơ vui vậy. Trời ơi. Xuất sắc vậy. Tặng quà nhiều lắm, nhiều khi năm em làm đâu có dư đâu đủ nợ nữa đó. Trời ơi, rồi cuối năm tặng quà nữa không chứ. Chỗ lịch là gạo nè, muối nè, cội đường nè. Sao giống đúng cô hồn vậy? Đâu có cái đó cô. Ủa bạn 749 ngày là gì chưa hiểu? Chua nè chị hai. Sao vậy? Là em phải ngâm à. Em phải ngâm 7 lần 749 ngày nó có hương vị của BD đó chị hiểu không? À tôi con gái nha. Đúng rồi em hiểu mà, em biết chuyện gái chị đừng có nói nữa, chị nói nhiều lần còn ta biết chị đàn ông á. Chị cứ im luôn. Chị im luôn hiểu không? Xuất sắc vậy mà phải không? Được không chú? Kỳ giá. Ủa em nói phải cảnh 30 năm không có mảnh tình rồi dắt dai. Ôi uổng quá ha. Đẹp vậy mà không có chồng chị cũng. Gặp cái nó nhìn em có nói ma đâu ma, đẹp vậy ma gì. Trời tôi chết rồi. 3, 4, 5, 50 nè. Ủa chỗ mình có bán đùi gà không dạ? 50. Có củ tiếu mì không dạ Phương? 50, 100. Đây, 100 lộn xộn đây. Tình nó nói ra Vũ Thu Phương nó đòi ăn bún mắm. Bún mắm không? Đó, về để đó nấu cho anh Tình nè. Ngon quá mọi người ơi, xúc tắc luôn. Tình ăn gì? Thôi mình đừng ăn hủ qua cỡ ớt, ăn cái kia lộn xộn đi. Lấy lộn xộn mà lấy cỡ 30 thôi Phương ơi. Hay 30 sao không hết á. Lấy 10.000 lộn xộn đi. Ủa là kỳ vậy? Lộn xộn nè. Thôi nhiều quá vậy. Nhiều. Ê thôi. Hồi đi bà bấm quẻ mà. Ủa bán 10.000 lộn xộn không được hả? Vui hơn. Quan trọng là cái tình cái nghĩa của hai với anh Tình đối xử với em sao thôi, chứ đừng tiền với vậy em. Vậy thì chị 200.000 lộn xộn đi. Ok anh. Hỏi lấy tiền rồi cũng được nữa. Em mời anh chửi. Bấm quẹ đó. Cái nào? Ủa là thường ăn là người ta sẽ vô từ lựa hả Phương? Đúng rồi, tự lựa. Vậy mà nãy giờ không cho lựa. Không có biết hết, người ta kêu lộn xộn mà là cái hiểu không Dương hướng miếng đó vậy hả? 100.000, thí dụ như quý vị muốn ăn 200 cũng được phải không? Mà 20 là không có bán nha, 20 là bấm quẻ ỉa. Mọi người ơi, những anh chị em bạn bè nào có mình ở nhà mình coi kênh của dì Hai Tuấn Phong đó, mình muốn thương mến tay mến chân dì Hai Tuấn Phong nè thì mình hãy subscribe và like đăng ký để mà giúp cho dì Hai Tuấn Phong có thêm động lực nha mọi người. Cá sống là nhờ nước, còn Vũ Thu Phương với lại dì Hai Tuấn Phong sống là nhờ những người chia sẻ của tất cả mọi người. Kênh Trương Ngọc Tình sao? Kênh của anh Ngọc Tình là kênh gì anh? Không có kênh, đi chung. Nhớ cho anh phải đạo cái kênh. Không, cái này khách mời của dì Hai. Khách mời mà. Đó. Rồi tôi là nhà thiết kế hay sao? Trời ơi kỳ cục quá, tự nhiên cho tôi nhà thiết kế à. Rồi bây giờ là mình bắt đầu mình ăn cá viên chiên nha quý vị, ra 8 với bà. Trời bà vui dễ sợ. Ở cái gì 49 ngày đâu. Đây 49 ngày nè. Được. Ôi nhìn sốt xuất sắc dẫn. Nè lia xác vô đây nè, trời ơi xuất sắc mấy má ơi. Đó. Thấy chưa nè, 7749 ngày của bả nè. Bỏ 7749 ngày đúng rồi. Đó. Nè đó, rồi cái này là đồ chấm nè, tỏi nè, ớt nè. Wow, xuất sắc. Tương đen, tương đỏ nè, đó. Rồi cá viên chiên nè, đầy đủ. 100.000 là có đầy đủ nha mọi người. Rồi bây giờ ăn đi. Ăn nữa. Bữa nay là cái ngày ăn mà. Đi ăn cho đã. Giờ ăn gì trước nè. Bây giờ ăn cái gì không? Cái này đi tôm hay gì nè. Cái này chắc tôm hay gì quá. Nói chung là nhiều món quá không biết cái là như nào. Ăn thử đi. Ủa đó có 30 mấy món rồi. Wow. Ăn cái nào mới hết 30 mấy món rồi đây. Ngon. Thật sự cá viên chiên ở đâu cũng bán. Nhưng cái đồ chấm như thế này rất ngon mà. Ngon. Đúng không? Rất là ngon. Đúng rồi. Rất là giòn và dư ăn. Cá viên. Rồi, anh uống gì là em kêu. Ngon lắm quý vị. Số mấy quên mẹ nữa nè. 716 Trần Hưng Đạo. Đối diện trung tâm chấn thương chỉnh hình. Đọc cái câu đó lúc nào cũng mắc cười đó. Ở đây mà ăn được hết 30 mấy món này là khỏi đi luôn á, phải là cái này chỉ là một trong những món. Cái này chừng khoảng 10 món không? 10 mấy món à. Nhiều lắm quý vị ơi, chiều giờ đi ăn review quá trời món rồi. Cái này là chắc đậu hũ hay gì. Nhưng mình ăn phải nghỉ ngơi khoảng vài tiếng nữa mình ăn tiếp được luôn. Không lưỡi luôn. Phương ơi Phương. Trời ơi anh Tình ảnh bị phỏng lưỡi rồi kìa. Nóng quá. Nóng quá. Anh hỏi đi hay là em hỏi cho anh? Hỏi đi ra hỏi đi. Thôi anh hỏi đi tối về em. Được. Mê nhất là món này nè Tình. Dạ. Em cũng mua mê rau đó. Rau cải chua rồi rất là ngon. Cải chua rất ngon quý vị. Hộp bự gì có 100.000. Nếu mà quý vị lấy mà đầy đủ hơn nữa là khoảng 150-200. Còn nếu vậy là 100. Mà nếu mà hai người á, thực sự hai người mình ăn hết mà. Hai người ăn hết. Nhưng mà đói bụng mình ăn hết. Đúng rồi. Bây giờ hiện tại là rất là no. Nhưng đặc biệt là gì quý vị biết không? Cái cô chủ cô rất dễ thương. Ra đây phải kêu bằng chị hoặc bằng cô, kêu bằng anh là đuổi đi nó không bán. Nhớ nha. Bấm quẻ. Bấm quẻ ỉa. Xô không có nói từ ỉa. Cười quá. Nếu mà bán là phải chiên cho khét luôn. Đó đúng rồi, bán là sẽ chiên thiệt là khét. Không ăn được nha. Ngon, nó lạ. Ngon. Ừ, món ngon quá. Ừ. Ngon lắm. Đi. Xuất sắc chưa? Khó làm đi, tự nhiên đi, không có cứ tự nhiên đi, kệ tôi. Thôi tạo dáng. Đây là nhà thiết kế đó mọi người. Dạ em. Dì Hai Tuấn Phong. Em chuyên gia thiết kế đồ lót. Ngày hôm nay nói chung là quý vị biết không, rất là vui. Kẹp lại đây. Đứng bình thường. Dạ. Em liệu. À, vui lắm khi gặp gỡ với Vũ Thu Phương. Ra đây cá viên chiên cực kỳ ngon. Trước khi chia tay Phương gửi lời chào đến bà con của dì Hai. Dạ như thường lệ thì Phương và lời nói cuối cùng cũng như là lời nói cảm ơn. Lời nói chân thành nhất. Lời nói sau cùng. Lời nói sau cùng mà quên em cảm ơn chị. Trăn chối hả? Trăn chối hả? Quên, xin lỗi mọi người nha. Em quýnh quá mọi người, gặp hai cái em bị bối rối. Không có gì hết. Dạ. À, lời nói gì hoài vậy? Nói chăn chối mệt quá, bây giờ không có lời nói nào đó. Bây giờ là cô đế Vũ Thu Phương xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn những anh chị em bạn bè thời gian qua mình đã ủng hộ qua dì Hai Tuấn Phong. Cho nên những anh chị bạn bè nào mình ở xa hay ở gần đó mình chưa ăn cá viên chiên ủng hộ em thì mọi người coi kênh của dì Hai Tuấn Phong đó, mọi người hãy ra địa chỉ là 716 Trần Hưng Đạo. Nếu mà thương mến em cũng như mến tay mến chân dì Hai hoặc là anh Tình thì mọi người hãy ủng hộ em cá viên chiên 50, 70, 100, 120 vui vẻ. 20 không có bán nha. 20 vẫn bán bình thường nhưng mà được 3 cục. Vui vẻ. Đó chứ mọi người ơi, những anh chị em bạn bè nào mình ở xa đó mình chưa like và subscribe đăng ký kênh của dì Hai Tuấn Phong đó thì mọi người thương dì Hai Tuấn Phong thì mọi người hãy giúp dì Hai Tuấn Phong mình hãy like và subscribe đăng ký để mà cho dì Hai Tuấn Phong với lại anh Tình đó có thời gian, có động lực để mà quay nhiều clip hơn nữa để mà review đồ ăn cho tất cả mọi người. Cá viên chiên thì có rất là nhiều chỗ bán cho nên em rất là mến mọi người. Những chỗ em ngon lắm. Dạ em cảm ơn chị. Ủa chị vô bất ngờ quá cái em quên luôn á. Nói chứ rất là cảm ơn tất cả mọi người. Tại vì cái tình có nhiều quá. Cái tình cái nghĩa mà mọi người thương em á cho nên em rất là cảm ơn mọi người. Cảm ơn dì Hai Tuấn Phong. Cảm ơn Vũ Thu rất là nhiều. Dạ, ok. Rồi cảm ơn tất cả mọi người nha. Rồi. Bây giờ là mình sẽ ghé bắp nướng nghe Tình nha. Trời ơi, đi tới ngõ thôi mà nghe cái mùi bốc hương thơm quá. Phải làm nướng nữa kìa. Đúng rồi, mình như phải ăn nướng tặng hay là bán không biết. Vô nghe mùi thơm quá rồi. Hello em gái. Trời ơi. Trời gì Hai. Chứ bà tưởng tôi là ai. Trời ơi, trời dòm không ra luôn. Trời ơi, trời. Hay live stream ở trên sân thượng. Ủa thấy người ta mua bắp nướng không mua cây lan. Bán chị ruột ơi, em có bán khoai lang nướng nữa cô chú anh chị ơi, em ủng hộ chúng em với cô chú anh chị, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều cô chú anh chị ruột. Khoai lang bán sao? Dạ 60.000 1 ký á má. Bán cho má nửa ký. Dạ. Ăn tại chỗ luôn nè. Dạ. Ăn luôn. Nãy giờ là ăn quá trời nhưng mà vẫn phải ăn. 160. Con cảm ơn má với anh nha. Bữa nay anh Trương Ngọc Tình ảnh lên quay review cho bé Ba, cho bé Tây Thy. Mà cuối cùng anh đứng anh múc bán luôn nãy giờ luôn. Phụ luôn đông quá mà. Một ly cay đầy đủ không cưng? Đây quý vị. Tôi được ưu tiên một ly. Nào quý vị thấy không? Xúc xích. Gì đây thịt tiệm lum la trong này nè. Lạp xưởng, xúc xích, thịt băm ngon lắm. Bây giờ em ăn nha quý vị nha. Nóng, nóng hổi luôn. Trời ơi thơm quá. Mấy ly à? Một ly bình thường. Dạ. Là 12.000 hay 20? 20. Một ly 20. Dạ. Trời ơi ngon quá mấy má ơi. Hai cảm ơn anh nghe anh. Ở nhà anh đệm có lâu lắm không anh? Không lâu đâu, người ta đứng vui mà gì đâu. Nó nhóm hộ. Thơm quá. Bây giờ em ăn review cho mọi người nha. Nêm vừa ăn. Đầy đủ hương vị trong này. Ai ăn cay nhiều cho xin ớt nhiều nha. Ai ăn không ớt thì kêu đừng bỏ ớt. Một ly như vậy đầy đủ là 20.000 nha mọi người nha. Nói lại với bà con một lần nữa, em đi em review vui. Một ly 20. Em review vui chứ không có mướn lại review như mấy bà nội. Mấy bà nội về cái nói tôi trời ơi đi lãnh tiền quảng cáo không có. Mấy bà này ai cũng biết rồi nha. Giờ tôi tăng thêm cái lượng biết để cho mấy bà biết điểm nào ngon để tới ăn nha. Chứ không có nhận tiền quảng cáo nha mấy mẹ. Về chữ tôi chữ chết à nha. Ngon lắm nữa trời, chứ ngon lắm. Món nhà quê. Nóng gì thổi về ăn luôn. Vừa nóng mà đứng sát ở bên cái lò luôn quý vị thấy không. Trời đúng là cô gái, những cô gái này là những cô gái vàng bên bếp lửa à. Ngon quá. Ừ. Ngon quá Thi ơi. Dạ. Ngon xúc tắc luôn con. Dạ, thường ăn nó bắp chỉ có mỡ hành thôi à. Còn này bắp nó có mỡ hành, có thịt hồng đặc trưởng rồi con đúng rồi. Nữa. Ngon. Rất lạ miệng. Sáng tạo. Trời nóng quá. Cái nước mỡ hành nó nêm rất là vừa ăn. Đúng không? Vừa ăn dạ. Đúng không? Ngon. Rất là thơm, bắp nướng rất là giòn và nóng. Ừ. Ngon quá. Rất ngon nha mọi người. Ngon. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn má. Ngon lắm quý vị ơi. 75 ông Ích Khiêm, phường 10, quận 11 nha. Có ăn thì lại đây. 4 giờ bán tới 8 giờ là hết. Một ngày bán 1.000 trái. Một đêm thu nhập khoảng chừng 5 đến 60 triệu. Một năm sau là mua nhà. Ghê không? Bé kia cười quá trời cười. Khách cười quá trời. Làm gì tôi nói hơi lố hay gì? Mấy anh chị ruột ơi, mấy anh chị ruột 75, 71 con Mít Kim, mấy anh cô chú, anh chị thương mến mấy chị em ghé đến ủng hộ chú cho chị em của em. Bắp nướng với lại súp cua, còn có khoai lang nướng nữa. Bắp hương quê hả má? Hương quê. Bắp hương quê ăn rất là ngon luôn cô chú anh chị ơi. Con cảm ơn cô chú anh chị gần xa luôn, mấy chị em ghé đến ủng hộ chú cho chị em nha. Trời ơi thơm quá. Đây quý vị, một cái nha, thật sự là hai cái kẹp vô nó chỉ có 15.000 thôi quý vị. Đây là bánh của bé Ba. Bánh rán rất là ngon. Thơm quá. Ăn thử cái Tình. Không, vậy nè, cưng phải ăn nguyên một cái, một kẹp vô tại vì cái như chính giữa. Okay. Béo, thơm, nhân thập cẩm, rất là ngon mọi người. 15.000 một cái, rất là dễ tìm. Cái này là đường Vĩnh Khánh. Đầu đường Vĩnh Khánh quẹo vô là tới liền phố ẩm thực Vĩnh Khánh ở quận 4. Rất là dễ tìm mọi người. Đi vô bên mé tay trái là thấy liền luôn. Còn bánh rất là giòn, bên trong béo, có mùi phô mai, xúc xích rồi có chà bông, đầy đủ, ngon lắm. Mà giá là rất là rẻ, 15.000. Quận 4 mướn mặt bằng mắc lắm mấy chế. Và đây là đùi gà bó xôi nha quý vị nha, rất là hấp dẫn và đặc biệt là quý vị em. Trình bày rất là đẹp mắt của cô bé 2. Bánh rán này là của cô bé 3, còn cái này là của cô bé 2. Ngon tuyệt vời quý vị thấy không, trình bày rất là đẹp mắt. Cái gì chứ tôi miền quê mà có cái lá chuối là tôi khoái rồi đó nè, thấy chưa, ngon chưa, xuất sắc luôn mọi người. Cái này nhiêu 30, cái nhỏ cái lớn 35, ngon xuất sắc. Ăn cái này hai dùm ăn xôi gà đúng không, gà bó xôi cũng ngon, chiên thơm, khói bốc lên nè, trời nóng hổi luôn quý vị ơi. Đặc biệt luôn cái xôi bên trong mềm và ở ngoài rất giòn nha Tình nha. Chấm thử cái này. Ngon. Ngon. Cắn vô giòn tan. Đúng rồi. Mà bên trong nó mềm, ở ngoài nó giòn. Đúng rồi. Rất ngon quý vị. Đây quý vị, cái bánh rán hồi nãy là của cô này. Bán bữa nay là 6 năm rồi. Rất ngon. Nói chung là cũng lận đận dữ lắm. Về cái bánh, mê cái bánh này đúng không? Sao mê nó dữ vậy? Đúng rồi, bán cái này được 6 năm rồi đó. Vậy hả? Em bán lúc 2014. Em bán lúc mà tóc em còn dài mà nó nghe. Địa chỉ số mấy đọc cho khán giả anh ta nghe. Hello mọi người, địa chỉ cô bé này ba bán bánh rán gà bó xôi là 374 Vĩnh Khánh nha mọi người ơi. Mọi thông tin liên lạc thì hãy kết bạn Facebook với ba là bánh rán bé Ba, Facebook chị Hai là Nguyễn Mai Thi hay là Mai Thi. Số điện thoại của bé Ba là 0932 792 090. Cảm ơn dì Hai đã dành thời gian quý báu ghé ủng hộ em nha. Trời chị em nướng bánh là mồ hôi cười đổ quá trời kìa. Cực kỳ. Nếu bà con đang đứng đây thì sẽ thấy trời ơi nó thơm lắm. Nó thơm. Gà chiên kê bên. Mặt em nào. mồ hôi đổ rồi. Ồ, nó nóng lắm. Ở cái mặt kiếm tiền mà, kiếm tiền mà phải không? Bấm vô cái chuông để thông báo những clip mới nha mấy mẹ. Cảm ơn nhiều.